quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. energy Năng lượng không phải là một phần của nền kinh tế, mà năng lượng chính nó là nền kinh tế và năng lượng hỗ trợ cũng như đóng vai trò quan trọng đối với mọi lĩnh vực. Khi chi phí năng lượng cao, không chỉ chủ nhà và người thuê nhà Úc phải trả hóa đơn tiền điện cao hơn, siêu thị của bạn phải trả nhiều tiền hơn để làm lạnh thực phẩm, người làm bánh, bán thịt và quán cà phê của bạn phải trả nhiều tiền hơn để điều hành doanh nghiệp của họ. Đó là lời của lãnh đạo đối lập Peter Dutton phát biểu tại Ủy ban Phát triển Kinh tế Úc, nơi ông trình bày lý do tại sao năng lượng hạt nhân phải được Úc áp dụng. Chỉ trích chính sách năng lượng tập trung vào năng lượng tái tạo của chính phủ. Ông Dutton cho biết, việc phụ thuộc vào năng lượng tái tạo không chỉ không thực tế, mà còn có nghĩa là chi phí năng lượng gia tăng và lưới điện không đáng tin cậy. Bài phát biểu của ông so sánh với các thành phố ở nước ngoài, với tuyên bố giá năng lượng ở nhiều nơi trong số này rẻ hơn. Hãy xem xét các ví dụ sau và hỗn hợp năng lượng của chúng. Ở Arizona có 18% năng lượng tái tạo, 26% hạt nhân, 48% khí đốt, với phần còn lại từ than. Tỉnh Ontario của Canada có 8,5% năng lượng tái tạo, 52% hạt nhân, 25% thủy điện, với phần còn lại từ khí đốt. Ở Pháp chỉ có 15% năng lượng tái tạo, trong đó các chuyên gia ở Ontario cho biết sự so sánh này có vẻ kỳ lạ khi chỉ ra rằng các tỉnh lân cận của Canada như Quebec, nơi có lưu điện do thủy điện thống trị, thậm chí còn được hưởng mức năng lượng rẻ hơn. Một chuyên gia về tính bình vững tại Đại học Ontario cho biết năng lượng của tỉnh này đang bị giảm giá một cách giả tạo do các khoản trợ cấp lớn của giới phủ chiếm phần lớn trong thâm hụt hàng năm của tỉnh. Chỉ trích bài phát biểu, Bộ trưởng Bộ biến đổi khí hậu và năng lượng. Chris Bowen cho biết ông Dutton đã một lần nữa không tiết lộ chi phí cho các kế hoạch đầy tham vọng của mình. Ông Peter Dutton đã có cơ hội thực sự là nghĩa vụ trong bài phát biểu lớn của mình về năng lượng hạt nhân để cung cấp cho người dân úc các chi phí sự kiện mô hình và thông tin chi tiết về kế hoạch hạt nhân của ông. Ông đã thất bại ở mọi chỉ sổ. Những gì chúng ta thấy ngày hôm nay vẫn vậy, vẫn là lời lẽ hoa mỹ. Nhiều tuyên bố gây hiểu lầm hơn, nhiều sự kiện cơ bản sai hơn và một bài phát biểu. Lại đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Ông đã tình cho biết kế hoạch hạt nhân của liên đảng có chi phí trả trước đáng kể. Tuy nhiên ông khẳng định rằng hậu hợp năng lượng hạt nhân là cách duy nhất để Úc có thể đạt được mục tiêu phát thải rộng bằng không vào năm 2050. Ông Đức tin cho biết không tiết lộ chi phí cho người nộp thuế, nhưng chi phí này sẽ chỉ bằng một phần nhỏ so với kế hoạch của đảng lao động. Mọi tấm pin mặt trời và tuôi pin gió sẽ cần được thay thế 3-4 lần trong cùng thời gian. Tất cả sẽ kết thúc ở bãi rét một cuộc trò chuyện mà đất nước chúng ta cho đến nay vẫn chưa thảo luận. Chúng tôi sẽ công bố chi phí của mình vào thời điểm thích hợp và vào thời điểm chúng tôi lựa chọn. Tôi biết ông Chris Bowen tin rằng ông ấy đang điều hành cuộc tranh luận này, nhưng ông ấy không làm như vậy. Và chúng tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết về nhiều yếu tố. Chính sách mà chúng tôi đưa ra sẽ chỉ tốn một phần nhỏ trong kế hoạch liều lệnh trị giá 1,2 đến 1,5 ngàn tỷ đô la của chính phủ. Điều đó hẳn là hiển nhiên đối với tất cả người dân úc nêu lên mối lo ngại về chất thải do năng lượng mặt trời và gió tạo ra, những người chỉ trích đã nhanh chóng chỉ ra rằng ông đất tin vẫn chưa nêu chi tiết về kế hoạch xử lý chất thải hạt nhân của mình. Điện hạt nhân tạo ra vật liệu chất thải phóng xạ như chất thải từ nhà máy uranium và nhiên liệu lò phản ứng đã qua sử dụng. Ông Wayne Smith từ hội đồng năng lượng thông minh cho biết. Ông Dutton đang chỉ trích năng lượng tái tạo mà không có bất kỳ con đường đáng tin cậy nào của riêng mình. Vâng, đó là một trong những bài phát biểu hài hợp nhất mà tôi từng nghe từ một nhà lãnh đạo phe đối lập. Tôi đã thấy Pavlovich có nhiều nội dung hơn thế. Nhiều tháng trước, ông Peter Dutton đã phát hành hai trang thông cáo báo chí rằng ông sẽ có bảy địa điểm trên khắp nước Úc nơi sẽ có lò phản ứng hạt nhân chúng tôi đã chờ đợi kể từ đó để biết thêm thông tin chi tiết chúng tôi đã chờ đợi nhiều tháng để biết thêm thông tin chi tiết bây giờ chúng tôi có thêm khoảng 2.500 từ nữa nhưng vẫn không có nội dung gì cả không biết điều này sẽ tốn bao nhiêu không biết những người tham gia hạt nhân sẽ ở đâu không biết hóa đơn tiền điện sẽ tăng bao nhiêu không biết kế hoạch an toàn hạt nhân là gì cũng không biết nữa Đứng bên ngoài, những người biểu tình phản đối hạt nhân đã đưa ra cảnh báo về hậu quả của năng lượng hạt nhân. Nhà vận động cao cấp về khí hậu tại Solutions for Climate, bà Ellie Baxter cho biết các nhà máy năng lượng hạt nhân không có chỗ ở Úc. Without context. Không có địa điểm sẽ không có chỗ cho năng lượng hạt nhân trong giải pháp khí hậu và chúng ta biết điều này vì năng lượng tái tạo đã ở đây và sẵn sàng. Chúng ta hiện đang nhận được 40% năng lượng từ năng lượng tái tạo và EMO là ban quản lý hệ thống điện của chúng ta cho biết chúng ta có thể đạt được gần 100% năng lượng tái tạo trong 10 năm tới. Đó là những gì chúng ta cần đầu tư và đó là những gì các tổ chức khí hậu đang hỗ trợ. Được biết, bài phát biểu của lãnh đạo phe đối lập được đưa ra chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử tiếp theo. Mặc dù không có gì mới trong bài phát biểu của lãnh đạo phe đối lập nhằm làm rõ kế hoạch đạt nhân, nhưng bài phát biểu này đã khẳng định lại chiến lược vận động tranh cử, hầu nhấn mạnh mối quan ngại trong cộng đồng khu vực về các đường dây truyền tải cần thiết để biến tham vọng năng lượng tái tạo thành hiện thực. Từ Bunbury ở bờ biển phía Tây đến Port Stephens ở bờ biển phía Đông, cư dân giận dự hiện phản đối các trang trại điện gió ngoài khơi theo đánh giá là do tác động của chúng đối với hoạt động đánh bắt cá, du lịch và sinh kế của họ. Vào tháng 2 và tháng 9, nông dân đã đến Canberra để biểu tình phản đối về triển khai các đường dây truyền tải và năng lượng tải tạo quy mô công nghiệp trên vùng đất nông nghiệp chính của họ. Nhưng bà Ellie Baxter cho biết, mặc dù mối quan ngại về đường dây truyền tải là có cơ sở, nhưng đất tin đang phớt lờ tác động sinh thái của năng lượng hạt nhân. Vì vậy, phong trào khí hậu rất nhận thức được tác động của các đường dây truyền tải và các dự án năng lượng tái tạo. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các chính phủ, cơ quan và cộng đồng để bảo đảm rằng cơ sở hạ tầng này được xây dựng theo cách nhạy cảm nhất về mặt sinh thái. Chúng tôi cũng biết rằng có những hậu quả sinh thái to lớn của năng lượng hạt nhân, khai thác uranium trên đất của người bản xứ không mang lại lợi ích cho cộng đồng thổ dân và chất thải phóng xạ tồn tại trong hàng trăm ngàn năm. Với lời hứa từ phe đối lập rằng sẽ công bố thêm thông tin chi tiết trước cuộc bầu cử, những người phản đối các kế hoạch hạt nhân của ông Peter Dutton phải chờ xem liệu những lo ngại và lời chỉ trích của họ có được đáp ứng hay không. Cuối cùng thì tương lai của bối cảnh năng lượng Úc sẽ sớm nằm trong tay các cử tri. Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook.